5. Đây là 5 triệu rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Đã tích ra 1 triệu này, 1, 2, 3, 4, 5 là 7 triệu rồi, 1, 2, 3, 4. Cháu Đức xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. À, thưa các bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Ở những cái video trước thì các bác cũng đã biết được rằng là cái sự việc của nhà ba ông cháu hiện tại rồi. Anh người mẹ thì đã liên tục là dụ dỗ để mà muốn quay trở lại ở với lại các em. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng đã biết rằng là việc này thì phải nhờ cái chính quyền người ta vào can thiệp với cô bác. Đấy, nhưng mà chỉ là những cái lời nói của người mẹ thôi, cho nên là cũng không có thể mà đủ mà căn cứ để mà gọi được chính quyền mà đi vào cả cô bác ạ. Thế Hải thì cho anh hỏi thì mấy hôm nay là mẹ có về nhà không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế là về nhà thì có bao giờ mà lấy tiền cho em không? Có, nhưng mà em không lấy được. Có, mẹ không lấy à? Vâng. Đấy, ông cũng cho cả em xử nữa các bác. Đấy, nhưng mà hai anh em là đều không ai nhận cả. Vừa rồi thì cháu Lực có lên nhà của ba ông cháu ấy, thì là thấy em xử là đang hình như là phát cỏ ở xung quanh nhà hay sao nữa các bác. Sau khi mà được bán Phạm hỗ trợ máy móc mọi cái thì cháu Lực cũng đã bảo với các em rồi, xung quanh nhà thì đừng để nó rậm rạp quá, nếu có rậm rạp thì có rất là nhiều rắn rết là đi vào các bác. Và hôm nay cháu Lực vào ấy, thì cũng có một phần quà của bác Phạm là tiếp tục là gửi cho các em. Thì Hải thì hôm nay là không có đi học à? Sáng nay em đi ạ. Sáng nay đi học à? Vâng. Thế buổi chiều như này là không được nghỉ à? Vâng, hôm nay thứ sáu được nghỉ. Thế hôm nọ là như gà ấy thì là anh Sử mua về thì bây giờ nó đi đâu hết rồi? Chà, đi kiếm ăn hết ạ. Đi kiếm ăn à? Vâng. Ban ngày thì cũng không có ở mấy đâu cô bác ạ. Đấy, gà thì hôm nọ là cũng được bà An Phạm là mua cho rồi. Gà thì bây giờ là có bao nhiêu con rồi? 10 con rồi ạ. Có 10 con à? Vâng. Có chạy đi xuống cái nhà dưới kêu gà ấy? Có ạ. Có à? Vâng. Thế là Hải là hôm nay về là ở nhà là làm cái gì? Ở nhà thôi ạ. Ở nhà thôi à? Vâng. Đây, thế thì đưa anh mượn mic một chút nhá. Vâng. Ra đây xem anh Hải, anh Sử làm cái gì đây nhá. Anh Sử thì đang phát cỏ ở phần phía trên này của bác ạ. Xung quanh nhà thì nếu mà có rậm rạp nhiều quá thì sợ rằng là nó có rắn rết rất là nhiều đấy các bác. À, có vẻ như là phát ít thôi cho nên là em Sử cũng không có đội mũ. Phát xung quanh thì rất là sạch này. Trên này thì có một chút là giống cây dưa mèo đấy các bác. Trong lúc mà em Sử đang phát cỏ này thì cháu Lực sẽ cùng em Hải là đi vào trong nhà một chút xem là hai anh em có dọn dẹp nhà cửa là sạch sẽ không nào em nhỉ. Anh đưa anh đi vào nhà xem là nhà cửa có dọn dẹp sạch sẽ không nhá. Vâng. Không dọn dẹp sạch sẽ là anh ghi hình nên là các bác là không có thích đâu nhá. Vâng. Cái này chổi lần sau đừng có dựng như này nhá. Vâng. Xem là chỗ nào treo lên. Góc học tập thì có vẻ là khá là gọn gàng này. Bàn thì mọi cái là cũng khá là gọn gàng các bác. Không biết là trong phòng bếp là như thế. Ôi, cái này thì đừng có tì vào tivi nhá. Vâng. Cái này thì mình cứ đặt hẳn xuống đất đi nhá. Vâng. Đấy, lúc nào mà ăn cơm thì giải ra. Đấy, cứ đặt hẳn xuống đất này đó. Vâng. Cái máy này là anh Sử đã dùng lần nào chưa? Chưa đâu. Chưa dùng à? Vâng. Cái máy này là vẫn chưa dùng đúng không? Vâng. Cái máy này thì là vào thời điểm hiện tại này các bác này, mua thì nó rẻ hơn. Nếu mà vào thời điểm mà bà con mà gặt ấy thì là mua nó sẽ đắt hơn. Đây, ở trong phía bên ngoài trong phòng khách thì đồ đạc mọi cái khá là gọn gàng. Ơi, cái này là cái gì đây Hải? Đâu, cái đấy là cọc am. Vâng. Cọc am các bác ạ. Trong bếp thế nào?
TV này thì mọi cái thì có lên lên không? Có ạ. Lên à? Vâng. Thế thì một tí Hải mở lên xem nhá. Vâng. Hải thử mở lên đi xem nào. Xem là ở ra phần phía trong này thì chắc là bây giờ đang tận dụng lại nấu cắm lợn nè. Có vẻ như là cái để mở bếp này này có bác này, sẽ lực chưa có nhìn ưng ý mấy. Hải ra đây anh bảo. À. Trong lúc mà anh Sử đang làm kia đấy thì là em ở đây em dọn dẹp những cái bát đũa này nhá. Dạ. Dầu rửa bát thì còn không? Không một ít ạ. Còn đúng không? Vâng. Dùng rửa bát dùng gọn gàng dâu gọn cho nó sạch sẽ đi nhá. Vâng. Nhá, đừng để cho nó có bụi bẩm như thế này nhá, bẩn như thế này nhá. Vâng. Chứ không là anh ghi hình nên là các bác khi các bác gửi cho em là các bác không thích đâu nhá. Vâng. Đấy. Lúc mà anh mà nói chuyện thấy anh xuống thì là phải là chào hỏi người lớn đàng hoàng nhá, mình được đi học quá nhá. Vâng. Những cái giặt, những cái khăn này này, giặt giặt nó đi xong rồi phơi. Lúc Vâng. nào mà mang dùng thì để đây nhá. Cái này Vâng. là cái gì đây? Đấy là À, biết nói không? không biết ạ. Quả thảo quả nhá. Vâng. Mấy cái này là cái cây mà dùng để đun sôi rồi mọi cái này. Những cái này đồ khô này thì cất ở trong tủ nhá. Vâng. Trong tủ thế này, tủ đây thì cũng dọn dẹp sạch sẽ một tí nhá. Bây giờ là em ở nhà dọn dẹp đi nhá. Thấy đây này, bẩn quá đây này. Đấy, dọn dẹp đi. TV thì hiện tại là không có mạng của bác ạ, để một tí nữa cháu Lực sẽ mở xem đi xem là em Sử trên kia để làm cái gì đâu. Mày lâu lâu lên thì phải là nhắc nhở các em một chút chứ không là các em là không có tính ngăn nắp một chút nào các bác ạ, không phải là cháu Lực chê đâu. Nhà cửa các bác làm cho đẹp đẽ như này mà vào trong mà các em bày bựa lung tao tung thì nhìn không đâu vào đâu cả. Ôi, tao xử nhá. Làm đi, cứ làm đi. Cứ làm đi, xong rồi tí chào sau. Đấy. Hôm nọ thì có cái máy cày ở phía bên này đấy cô bác thì là bị không biết là cái kẻ nào mà người ta cũng không có nhổ đâu, người ta lung lung cái cày của nó ấy để cho nó không cho hút chất chất dinh dưỡng ấy, thành ra là nó bị chết mất là máy cày rồi. Đấy, trời nắng như này thì phát ra rất là tốt, phát một tí nữa tối nó khô thì có thể là gom gom đốt lại được. Trước mà chưa có làm nhà đấy cô bác, là cái chỗ của hiện tại là ngôi nhà nó là một cái vườn, một cái đồi mà dùng để trồng cái cây củ rong này cô bác này. Đấy, nhưng mà sau khi mà tìm đất mọi cái đấy không có được ấy thì là cũng quyết định là làm nhà ở chỗ này luôn. Đấy, phải nói là cái ngôi nhà của em Sử này này cô bác này là cái ngôi nhà xây đầu tiên mà dùng bằng gạch, dùng bằng xi này, là ở trên bản của em Sử luôn đấy. Còn ngoài ra là những cái ngôi nhà xung quanh thì cũng chỉ làm được nhà là gọi là từ bằng gỗ đấy, từ bằng trình tường thôi. Đấy, mấy cái cây quả mận như này thì lên rất là tốt các bác, đổ tầm sang năm sau nữa thì là cũng được ăn rồi.
cái máy vào đi làm nương làm ruộng thì khi mà cần phát đấy cô bác thì rất là nhanh. Phải nói là bây giờ em sửa này thì cũng được là bàn Phạm hỗ trợ là máy móc này, như máy cày có này, máy phát cỏ này, và máy tuốt lố này, máy nghiền ngô nữa, mọi cái gì cũng đầy đủ hết như vậy. Còn hôm nay xuống thì không thấy là máy cái máy mà máy cày ấy cô bác, không biết là em xử là đã để đâu rồi, một tí nữa thì sẽ hỏi em xử sau. Tại vì phải nói là khi mà bà An Phạm mua cho đấy cô bác thì bà cũng rất là tò mò xem là cái máy móc của em sau khi mà sử dụng đấy thì là nó có bị như thế nào không, và cũng mong muốn là cháu được ghi hình lại xem là có thật sự là nó không bị làm sao không. Đây đằng sau thì còn có mấy cây sao mọc ấy, thì để nó cho nó giữ cái phần là đất rồi cô bác này. Sau này thì sẽ không, cháu Lực cũng sẽ bảo các em không để cao quá thì sợ rằng nó sẽ bị đổ lên một thời gian xong lại cắt cái phần ngọn nó đi để cho nó thấp thôi. Như mấy cái quả mấy cây này cô bác này, trước là bác Chiêm là cũng có đem qua cho các em ấy, thì bác cũng có cho biếu cháu Lực là 1-2 cây ấy, nhưng mà nhà cháu Lực là có những cái quả non đấy cô bác, là bố mẹ cháu Lực không có vặt ra ấy, thì là cũng ăn được đấy, không bảo cháu Lực về là ăn được 3 quả đấy. Tí rồi là thấy em xử là đã làm xong rồi. Cẩn thận quần áo nhá. Còn mấy cái giống cây đậu này của bác này thì là hôm nọ là được bán Phạm là gửi từ tận bên nước ngoài qua cho các em ấy ở đây nữa, đây cũng phải hay sao của bác. Thế còn ở phần phía bên này thì là các em là trồng một chút là cái cây dưa mèo này của bác này, nhưng mà chưa thấy có quả đâu cả, nếu mà có quả thì là hái mót được. Dưa này chưa có quả đâu xử nhở? Bị mắc phải cái gì à? Này mà để rậm rạp quá thì cũng có rắn đấy nhờ. Mắc phải dây à? Áo này thì dính quá, không một tí làm xong là phải tắm luôn đấy nhờ. Cái máy này thấy là để vào để dây thôi đấy cô bác ấy, nhưng mà nó cũng như một con dao luôn, phát ra rất là nhanh. Đấy, còn ở phía dưới này là chuồng lợn này cô bác này. Chuồng lợn thì để xa như này thì ôi, lợn thì sợ luôn đấy cô bác, lợn này. Đây một con lợn cũng rất là to rồi. Về cái phần chuồng trại này các bác thì là được là cô Minh là cô làm cho em xử. Còn là về giống nữa. Xong chưa? Xong rồi à? Bắt em tí nữa. Thank you.
này cuột vào người phát là cho cũng tí mất người luôn cô bác. Dưới kia cô bác là sứ rồi kìa. Xung quanh nhà mà để nhiều cái cỏ mà nó mọc lên quá thì là cũng rất là sợ rắn về trú ngụ đấy cô bác. Bây giờ máy móc thì là cũng có rồi, chỉ cần cho xăng vào nó làm là được thôi. Đấy, như bà An Phạm thì cũng mỗi tháng mà hỗ trợ các em là thêm là 200 đô để mà làm. Tháng này thì là bà An Phạm sẽ hỗ trợ là nhiều hơn cô bác ạ. Tháng này là bà An Phạm là hỗ trợ cho các em là... là 380 đô cô bác, và trong đó thì là cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 80 đô rồi. Còn 300 đô còn lại thì sẽ để cho em Sử là mua phân bón này và làm cái tiền kinh phí ăn hàng tháng của em ấy nữa. Đợi cho em Sử làm nó xong thì một tí nữa cháu Lực sẽ gửi cái phần quà đấy cho em Sử sau cô bác ạ. Và cái khoản là 380 đô này đổi ra tiền Việt thì là hôm qua mà cháu Lực nhận được ấy thì là cái đô nó lên một chút cô bác ạ, là 9.568.000. Và ở đây thì hôm qua là tiền đô là nó 25 đúng không cô bác ạ, một đô thì đổi ra được là 25,1. 380 đô mà nhân cho 25,1 là bằng là 9.500.000 là 38.000, thì còn 30.000 nữa thì một tí nữa sẽ cộng luôn cả cho em Sử, gọi là 25,2 thì chưa đến mấy, còn 25,1 thì là thiếu mất 30.000. Ôi ôi cẩn thận nha, cẩn thận nha. Còn phía bên này thì thấy là lợn. Ôi ôi, con lợn này khỏe đấy nhở. Đây con lợn này, ngang bằng cái chuồng luôn cô bác, nhưng mà không trèo được qua đâu cô bác nhá. Đó, nó chỉ trèo lên thôi, vừa rồi nó thấy mấy cái máy phát cỏ kêu to quá, nó sợ nó chạy, nó sợ nó nhảy. Cỏ này thì là nếu mà mình dùng cái con dao ấy, có bác, con dao của máy phát cỏ ấy, thì mình chỉ đi gặt được lúa thôi. Còn đi phát cỏ như này mọi cái thì mình chỉ có dùng là cái dây phiêu nó đấy thì nó mới được. Xong rồi à? Ôi ôi, người dính toàn cỏ này, không thể tránh khỏi được nhỉ? Đội cả cái mũ vào nữa. Hãy đi tắm rửa đi. Tắm rửa xong thì nói chuyện sau. Hải là dọn dẹp xong nhà chưa? Chưa đâu à? Vẫn chưa xong à? Đấy, nó phải dọn, nó phải để gọn gàng như thế chứ. Hải. Nên vừa rồi thì có thể là các em vừa mới ăn cơm xong các bác là chưa có kịp dọn. Còn đây là cái cây rau lợn của các bác này. Cây rau này thì là người cũng ăn được các bác nhé. Em Hải hay thường là hái để mà đem đi bán nữa mọi cái. Đấy, quét.
quét dọn cho nó sạch sẽ, góc học tập này mọi cái này ở đây ấy. Bây giờ hai cái lọ dầu à, dầu xó này, dầu xó này thì là chỗ nhiều không nhầm là được à bác, là gửi cho không tắm à, tắm đi. Sở đang cười trần một phút của bác cho nên là chắc là không có cái hình thêm cái hình nhiều một tí nữa, hở hết cả cơ bắp của em nha. Sở thì em ấy đi hay đi đánh bóng ấy của bác, đánh bóng chuyền ấy, thành ra là người nhìn thấy người là đô con hơn rất là nhiều. Bây giờ thì số cân của Sở là phải hơn cân cân của Trấn Lực. Sở hiện tại là có bao nhiêu cân đấy? 50 cân thôi Nhìn tướng của Sở mà 50 cân chắc là hơi gian của bác ạ. Tướng Trấn Lực như này mới có được 50 cân thôi. Bây giờ thì cho Sở tắm một chút đã, rồi thì cho được xé tiếp tục là cái hình sau. Này là cái túi gì đây Hải? Cái này là túi đinh này để trên cái máy kia đi. À để trên cái chỗ mà mình làm mà chuồng lợn đấy. Tại nhà cửa thì đẹp đẽ rồi mà nếu mà đi vào mà không có được gọn gàng thì trông rất là xấu ấy Hải ạ. À. Đấy. Chỗ này đáng lẽ là nên chỉ quét ở trong nhà vệ sinh thôi, đấy nhưng mà mình quét ở bên ngoài này cũng được này. Cái này nó là chổi chít thôi, còn là cái chổi mà vừa rồi em quét ở trong nhà đấy thì là quét nguyên ở trong nhà thôi nhá. Chỗ này thì em để giày thì có bị ướt không à Hải? Không ướt đâu à? Ôi đây thì có vẻ như là bị đem vừa đem giặt à? Có vẻ như còn ướt này, nếu mà bị ướt thì giặt giày khô xong rồi cất vào phòng nhá. Hiện tại thì em sửa em ấy đang tắm một chút của bác ạ, vừa phát cỏ hết là xung quanh ở ngôi nhà của em ấy. Cái Ngọc Am này xử đi đâu lấy về đấy xử? Ngọc Am này đi đâu lấy về đấy? Cái Ngọc Am ấy. À không biết à? Chắc là Sử chưa biết nói tiếng phổ thông bằng cái Ngọc Am đi cô bác ạ. Hai cái bóng đèn là năng lượng mặt trời ở phần phía bên này thì vẫn còn là sáng cô bác ạ. Và trong xem tủ tiết cất cất quần áo gọn gàng không? Đây, khóa rồi. Khóa rồi. Ồ, có vẻ như là áo này là áo mùa áo mùa đông của bác ạ. Nếu mùa đông này thì Hải nên cất ở bên ngoài thì nó sẽ hợp hơn. Cái tủ thì tất cả hai cái tủ nó đều có gương mọi cái cả cô bác ạ. Gương đầy đủ hết. Cái bóng nháy này thì có lên rồi sử. Bóng nháy vẫn lên à? Bóng nháy thì đến Tết cô bác ạ. Đến Tết thì Sử cũng mua bóng nháy về để mà trang trí ngôi nhà của mình. Cái dây này thì là cháu được nhìn không nhầm thấy thấy dán ở ngoài là 50.000. Đây, cắm chút điện ra. Cái mùa này thì là hầu như là hết cái mùa lá rụng rồi cô bác, thành ra là khi mà vào nhà các em ấy cũng không có nhiều lá cây ở phần là phía bên ngoài mấy, chịu khó là một ngày là quét một lần thì cũng rất là sạch sẽ, rất là gọn gàng. Em Sử thì vừa tắm rửa xong rồi các bác này. Đây, phong cách rất là bảnh trai xoái ca ở trên bảng đây nhỉ. Vâng. Sử có vẻ như là lâu lắm không chào hay sao ấy. Vâng. Chào gửi một lời chào tới công các bà đây. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thế hôm nay thì sức khỏe thế nào, ổn định không, khỏe không? Có ạ. Có khỏe à? Khỏe đây Vâng. anh em, mình ngồi uống nước đây một chút nè. À trước khi đi vào thì cho anh hỏi là cái máy này thì giá dùng chưa? Đã nổ máy được nào chưa? Nổ rồi nhưng mà chưa chưa dùng được. Chưa dùng à? Vâng. Nhưng mà nó không bị sao đúng Không bị sao đâu ạ. không?
Em xử cũng nổ cho nó lên, xử thì bật nổ ấy mà, sẽ lên không? Cho anh chiêm ngưỡng một chút. Biết cách dùng hết rồi đúng không? Vâng. Ê, từ từ sửa ơi, từ cái này Chiêm ơi. Chắc máy nhỉ? Chưa có vặn chết đâu. À chưa vặn ốc rồi đúng không? Vâng. À cái này thì em xử thì là đặt lên để mà cho nó nổ là xem là có đã lên chưa. Thế còn máy té ngô này thì có té được không? Được ạ. Được à? Té lần nào chưa? Té một lần nữa. Té một lần rồi à? Vâng. Nhưng mà cảm thấy là thích không? Có ạ. Có à? Vâng. Mỗi lần để vào thì để vào được tầm bao nhiêu quả? Từng hay từng nhiều quả đấy. Được nhiều quả à? Vâng. À, thế là cứ đổ cho nó đầy luôn này nào. Vâng. Còn như máy máy cày ấy, máy cày thì là như xử thì để đâu? Để kia hôm qua đi làm thùng rửa dụng cứ vấn đề là vấn để ra kia à? Vâng. À, thế là có dùng tốt không? Có ạ. Có à? Vâng. Đây, máy cày của em xử thì hôm nay là em ấy không có đem về đấy cô bác ạ. À, thế là hôm qua là cày xong mà để ở kia rồi à? Vâng. Cày thì đã hết chưa? Cái được một thủng rồi ạ. Cái được một thửa rồi à? Vâng. Và cái tít mà cái phía mà tít ra chỗ đất ở phần phía gần là đường đường bên kia đúng không? Vâng. Đợi Hải quét dọn nhà cửa xong á rồi thì hôm nay anh lại có một phần quà là bán phạm là gửi cho các em. Vâng. Đấy. Bà thì gửi nhắn cho anh dặn dò là các em rất là nhiều. Vâng. À, nhưng mà không biết là sau khi mà anh dặn dò các em thì các em có nắm bắt được không? Đấy, thí dụ như là nhà cửa mọi cái này, em Hải thì em mới đi học. Vâng. Đấy, đi học về thì em bảo em Hải là chịu khó dọn dẹp nhà cửa một chút. Vâng. Đấy, em thì đi làm rồi. Vâng. Đấy, em thì đi làm về. Về thì đi làm thì có thể là về nó sẽ mệt hơn. Vâng. Đấy, nhưng mà em làm anh thì em sẽ nhắc nhở em là được. Vâng. Đấy, coi như là em là một người anh này, cũng như là một người mẹ của em Hải luôn, một vâng. người bố, một người mẹ luôn. Vâng. Đấy. Vừa rồi thì em Hải cũng đi quét dọn nhà cửa xong mọi cái rồi. Đấy, lần này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà anh lên thì không được làm chỗ bếp mọi cái là bẩn như thế đâu nhá. Vâng. Đấy, đi học về thì anh xử là anh ấy đi làm ở ngoài, đi làm thì về mệt hơn đấy. Vâng. Thì là em cũng đừng để cho anh xử là nhắc nhở mình vâng. nhá. Vâng. Chú ý mà dọn dẹp một chút như quần áo của các em ấy thì cũng được là các bác gửi cho rất là nhiều đúng không? Vâng. Đấy thì chịu khó là mình tự thay đổi và tự mặc một chút nhá. Vâng. Cái tivi thì để được một lúc thì nó tự tắt à? Chưa biết rồi. Đây này, đây đang còn 40 giây thì tắt này. Vâng. À, thế là tivi khi mà cắm điện cô bác mình không có dùng ấy thì nó sẽ tự tắt nó đi. Hay cứ để cho nó nhảy cho nó tự tắt đi. Vâng. Thế còn mấy hôm nay thì có vẻ như là cái con đường từ nhà xưởng ấy vào là người ta đang đào chưa có xong nhỉ? Vâng. Hôm nay thì anh lên thì anh sẽ lại tiếp tục là gửi cái phần quà của bà An Phạm là tới cho hai anh em nhá. Vâng. Hai anh em để mà sinh hoạt trong cái tháng năm này. Vâng. Đấy, đợt này thì bà là gửi cho anh là tất cả là 380 đô. Tổng tất cả là bà An Phạm là gửi cho anh là 9.568.000. Vâng. Đấy, và trong đó thì là bà An Phạm có cho anh làm cái kinh phí đổ xăng đi lại là 2 triệu đồng. Vâng. Và số tiền còn lại là 7.568.000. Ở đây thì bà dặn dò anh rất là nhiều. Bảo là cho em là sinh hoạt tiền chi phí ăn uống này tháng năm này và cho em là mua phân bón để cho lúa và mua thêm gà nữa. Như vừa rồi thì anh lên thì không thấy là gà ở chuồng, thì gà đi đâu hết rồi? Gà đi tìm ăn hết rồi. Đi tìm ăn nào? Thế buổi tối là gà đã biết tự về chưa? Có rồi. Có à? Vâng. Đấy, trước khi mà đi vào nhận cái phần quà thì là cho Lực cũng xin thay mặt là em xử với em Hải gửi một lời cảm ơn tới bà Phạm, chúc bà thật nhiều sức khỏe
và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Thầy cảm ơn bà đã luôn luôn yêu thương các em và gửi tiền cho các em sinh hoạt, ăn uống hàng tháng nữa. Đấy, trong cái khoản tiền như cái khoản tiền này thì là sẽ trích cho em Hải là 200.000 để mà em ấy đi học nhá. Vâng. Đấy, đi học ăn sáng mọi cái này, và trong đó thì là em sẽ để đóng thêm cả tiền điện nữa nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì có hai anh em là ở thôi, ông thì bây giờ cũng đi ở với lại chú rồi. Vâng. Đấy, chỉ có mỗi hai anh em là tự là sinh hoạt trong cái ngôi nhà mới đi cô bác. Đấy, lý do mà là tại sao ông lại đi ở thì ở những cái video trước thì cháu Đức cũng đã chia sẻ rồi cô bác. Đây, ở đây thì cháu Lực hôm nay thì cầm hết lên cho tất cả là cháu Lực cầm là 7.568.000. 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000. Đây là 5 triệu rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Đã tính ra 1 triệu này, 1, 2, 3, 4, 5 là 7 triệu rồi, 1, 2, 3, 4, 568.000. Là cho em Hải là sẽ là 200.000 nhá. Đây thì xử là tự cho Hải nhá. Vâng. 1, 2, 3, 4, 5 này. 1. Ôi, nhầm lại sao rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 68.000 thì cho là 70.000 nữa. Vâng. Vậy ở đây thì là những cái phần quà mà bà An Phạm gửi tới cho hai anh em, thì là có cả gia đình của bà An Phạm nữa, các con của bà nữa. Đây thì cháu Lực cũng một lần nữa là xin thay mặt hai anh em Hải Sử gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm và gia đình của bà. Chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã gửi cái phần quà tới cho hai anh em Hải Sử rồi cô bác, và rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác gửi tới cho hai anh em. Trong thời gian qua thì nếu mà không có sự đón nhận và yêu quý của các bác thì không có một cái ngôi nhà mà khang trang như thế này đâu cô bác ạ. Các bác có nhớ được, không biết là các bác có nhớ được cái khoảng thời gian đầu khi mà cháu Lực vừa mới lên chia sẻ cái cuộc sống của hai anh em Hải Sử không cô bác? Cái đợt mà anh lên thì là gặp Hải là nhiều hơn nhỉ? Vâng. Đợt đấy thì Sử thì là em ấy như kiểu là ngại ngùng hơn cô bác. Ngại ngùng người mà cái người lạ đến ấy. Đấy thì bây giờ như Sử thì có còn ngại ngùng hay không bây giờ ấy? Bây giờ không ngại được. Bây giờ là hết ngại rồi à? Vâng. Đây, em Sử thì có vẻ như là thời gian vừa rồi thì được các bác giúp đỡ ấy, thì cũng một phần gọi là cái tinh thần của em ấy thì tốt hơn. Thì thấy là em là có vẻ như là da mịn màng trắng trẻo hơn nha. Vâng. Nhưng Sử thì năm nay là được 18 rồi đúng không? Vâng. Năm nay là được 18 ấy thì... Năm nay 18 thì đủ tuổi là làm bằng xe rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ không biết... Bây giờ thì làm bằng của bác cũng... cũng kiểu là cảm giác như nó làm rất là khó. Tại vì em Sử là em ấy không có biết chữ, thành ra là thì cái vấn đề là thực hành cũng khó hơn. Đây là đây, còn đây là được cuối là được 68.000 thôi, nhưng mà là cho Sử là thành 70 luôn nhá. Vâng. Đấy, còn Hải thì đây là cái tiền mà em dùng để đi ăn sáng nhá. Vâng. Nếu mà nhiều quá thì cho em Sử, cho anh Sử là cầm đưa 101 thôi nhá. Còn hôm nọ Sử ấy nói với anh ấy, nói rằng là con lợn ấy thì là Sử là có nhà nào làm bán chưa? Có rồi ạ. Có rồi à? Vâng. Nhưng mà nó con lợn đấy là nó to hay nhỏ? Tầm 10 cân lên thôi ạ. Tầm là 10 cân lên à? Vâng. Thế là 10 cân là... Như hôm nọ là anh em mình đi xuống cái kia mua là nó còn nhỏ quá. Vâng. Đấy. Đấy thì cái... về cái vấn đề con lợn ấy thì là lúc nào mà đi xem được thì là bắt về.
nhá. Vâng. Bạn về rồi thì Sử bảo anh, rồi anh sẽ lên đưa tiền cho cái người mà bán lợn đấy. Vâng. Đấy. Còn cái tiền vừa rồi thì anh dặn lại em thêm một lần nữa là để mà sinh hoạt cũng như là mua phân đạm phân lân nhá. Vâng. Để mà mấy đứa trồng lúa. Vâng. Như là Sử thì bây giờ là cày ở tít cái phần gần nhà anh trưởng thôn cái trước đúng không? Vâng. Xong thì mới ra phần bên này đúng không? Vâng. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã dặn dò cái lời mà của bà Phạm là muốn nhắn nhủ tới cho hai em rồi cô bác ở đây thì là bà nhắn cho anh rất là nhiều đấy, bà cũng có gọi là muốn là anh lên là ghi hình những cái máy móc của em ấy thì là hiện tại đã biết là nó còn là như kiểu là nó có bị hỏng không ấy. Vâng. Đấy thì trong lúc mà thời gian mà Sử mà dùng ấy thì là nó có bị vấn đề nào ấy thì Sử lại bảo với anh nhá Vâng. để cho hai anh em mình sẽ đi xuống dưới mà nó đi xuống dưới để mà cho người ta đổi máy mới, đổi máy cho mình hay là người ta sửa lại cho mình. Vâng. Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài thôi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác. Chào bài, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.